Honda Monkey 125 với gói độ 150 triệu đồng. Chiếc Honda Monkey 125 được trang bị những bộ phận đắt tiền như kẹp phanh Brembo, ống xả Overracing. Tại Việt Nam, Honda Monkey 125 có số lượng tương đối ít và cũng không có nhiều bản độ. Mới đây, một người chơi xe cho hay đã quyết định chi mạnh tay để thay đổi chiếc Monkey 125. Chiếc Monkey 125 này không thay đổi quá nhiều ở tổng thể. Bạn vẫn dễ dàng nhận ra chiếc xe côn tay của Honda. Ở khu vực điều khiển, xe được trang bị cụm phanh và côn CNC của VinSuit. Để thêm phần nổi bật, chủ xe trang bị cụm công tắc của xe phân khối lớn cho chiếc Monkey 125. Cụ thể, công tắc bên trái được lấy từ Ducati và bên phải là Yamaha MT-07. Xe sử dụng cụm ga Active thương hiệu của Nhật Bản. Trên ghi đông, xe được lắp thêm đồng hồ đo điện ắc quy của Kosho. Di chuyển xuống phía dưới, xe sử dụng bộ mâm Sensation của Đài Loan, kẹp phanh Brembo C2 Titanium Piston và đĩa phanh Ganfer. Dầu phanh được truyền đến kẹp phanh qua bộ dây heo và bấm đầu Earth. Ở phía sau là giảm xóc đến từ thương hiệu Gears. Honda Monkey 125 sử dụng động cơ dung tích 125 phân khối, phun xăng điện tử PGMV, sản sinh công suất 9,6 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và moment xoắn 11 Nm tại 5.250 vòng trên phút. Động cơ không được nâng cấp sức mạnh, chỉ phần lốc bên ngoài được thay bằng thương hiệu Kitaco. Hệ thống ống xả trên xe là loại Titanium của Overracing. Là mẫu xe không quá phổ biến trên thế giới, không nhiều hãng làm ống xả riêng cho Monkey 125. Đa phần ống xả cho mẫu xe này đến từ các hãng Nhật Bản như Yoshimura hay Overracing. Ngoài ra, xe còn được trang bị tấm che xương xích bằng nhôm của Takegawa, yên xe của Kitaco, gác chân đồ chơi. Để có chiếc xe nổi bật này, chủ xe tiêu tốn khoảng 150 triệu đồng. Ra mắt Đông Nam Á vào năm 2018, những chiếc Honda Monkey 125 đầu tiên được nhập về Việt Nam qua đại lý tư nhân, với mức giá lên đến 120 triệu đồng. Sau đó, Monkey 125 được Honda Việt Nam phân phối chính hãng nên mức giá dễ thở hơn. Hiện tại, xe khỉ đang được bán với giá 85 triệu đồng.